Yo, hello, xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để cách sử dụng cái loa và cái mic thu âm để hát karaoke ha. Là cái mic để hát karaoke và nó dạng Bluetooth. Loa này giống như dạng âm ly luôn á, rất là lớn ha. Đây, đó. Anh em thấy đúng không? Đó, đây là cái dạng âm ly lớn ha. Âm ly Bluetooth của hãng Bose, mình gọi là Bose đi. Mình đọc tiếng Việt đi cho mọi người nghe. Bose, mình đọc là Bose nha. Bose. Ok, nay mình sẽ cho mọi người, bây giờ mình sẽ chỉ cách cho mọi người xài ha. Một số người không biết xài cái loa này và không biết hát sử dụng cái loa này để làm cái gì đó, mọi người không biết sử dụng cái loa này đó và không biết sử dụng cái mic này luôn đó. Một số người đang trường hợp mà không xài được cái loa này đó, nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em ha. Anh em hãy xem qua video này nhé. Ok, Đây là cái loa của Bose đó, Bose nha. Đây mình sẽ lấy review cho mọi người xem. Đây là cái loa của Bose đây, này rất là lớn nha. Anh em xem qua. Ây da. Dạ. Dạng như cái âm ly nó còn đẹp nè. Đó. Đây. Đây là cái loa mình ha. Là dạng âm ly nè. Đó. Đây là cái âm ly của mình nha. Mọi người đợi chút mình đóng cửa lại nha. Đây là cái loa của Bose. Xài rất là ngon. Đó. Anh em đang xem cái loa của mình. Đây là cái loa của Bose. Xài rất là ngon nha. Hãng Bose nè. Đó. Đây. Đây ở trên tay mình có một cái mic nữa, cái mic cầm tay của mình. Đây mình sẽ bỏ ra. Là cái mic của mình này, đó. Loa của đây là sao. Xài rất là ngon nha. Đó. Đây nha. Giờ mình sẽ unbox rồi nha. Rồi xong, bây giờ mình sẽ mở cái mic này ra để mình kiểm tra. Ok. Và ở trong đây mình có cái mic và cái pin. Đó. Mic xài rất là ngon nha. Pin và mic. Và ở đây có một cái cục. Khi các anh em sử dụng cái mic này thì anh em muốn kết nối với cái loa thì anh em phải có cái cục này nha. Anh em quên kết nối với cái cục này. Cục này là một cục của MTK. Đó. Nè, ở trong đây nó sẽ có pin sẵn cho mình luôn. Pin này là pin ở trong đây rất là trâu, xài rất là ngon nha. Wireless microphone. Đó. Giờ mình sẽ thử kết nối vô cho anh em xem nha. Ok, mình sẽ chuyển qua. Ok, bắt đầu thôi. Bây giờ mình sẽ chuyển qua, mình cắm cái microphone vào cho anh em xem nha. Ok. Và ở trên cái loa này nó sẽ có một cái jack. Một cái jack và một cái này. Bây giờ mình sẽ cắm vào cái loa này ha. Ở đâu ở đây nó có một cái chữ in input nha mọi người, input output, input output đó. Mọi người muốn nghe gắm vô cái jack nào cũng được, mọi người đừng do gắm vô cái jack này nha. Layout là không được đâu, layout lúc hồi nãy mình cắm là nó không hát được đó. Giờ mình cắm vào nè. Rồi xong bây giờ mình cắm vô. Trước khi anh em khởi đò, trước khi á anh em muốn hát thì anh em khởi động cái loa lên. À mình quên lấy cái điện thoại nè. Cái điện thoại của mình ở trong đây nè. Đây. Cái điện thoại mình đây nha. Đó. Điện thoại mình đây nha. Xong, trước khi anh em muốn hát thì anh em cắm vô cho mình cái jack input. Đó, anh em bật nguồn cái nút ở trên đó đi. Và sau đó anh em cắm cho mình cái loa này vào. Xong anh em muốn khởi, trước khi anh em cắm vào á, anh em cắm vào xong rồi anh em khởi động lên nha. Đó, anh em khởi động lên. Khởi động. Ghê quá. Không.
tắt nguồn đi, tắt nguồn sau đó mình mới cắm được nha. Nãy nó kêu bom mắc cười ghê. Rồi sau đó anh em cắm vào. Rồi xong anh em khởi động lại nha. Quên. Ok. Xong. Anh em muốn sử dụng cái mic này nè. Đây. Mình đã cắm vào rồi đúng không? Đó. Giờ mình sẽ ở trên cái điện thoại của mình nó đã kết nối Bluetooth rồi. Rồi sau đó mình thử cho anh em xem nha. Và ở trên đây có một cái nút số nút dạng nhỏ, dạng to. Nút volume, volume 1, volume 2, volume 3. Đó. Có volume 1, volume 2, volume 3 nha. Đó. Đây là volume 1. Đây, bây giờ mình sẽ lấy cái đây là cái pin nha, cái pin của mình nè. Đó. Rồi sau đó anh em lấy cái mic ra. Anh em dặn nhỏ lại. Trước khi anh em test. À, cái mic này mình có cắm mic rồi. Alo alo. Rồi. Ở trên cái máy của mình nó xuất hiện cái đèn xanh nha. Xuất hiện cái đèn màu xanh nước biển nhấp nháy. Và cái đèn màu đỏ là cái đèn đèn sáng. Đó, giờ mình dặn lên. Alo alo. Alo. Alo alo. Alo alo. Alo alo alo. Alo alo. Alo alo. Alo alo. Đó. Alo. Alo alo. Đó mọi người nghe rõ không? Đó. Bây giờ anh test nha. Đó. Bây giờ anh em thử chơi một cái bài nào cũng được. Đó. Giờ anh em rất là dễ ha. Anh em cắm vô cái giắc này là không nghe được đâu nha. Đó. Như chẳng hạn mình sẽ cắm cho mọi người xem nè. Đó. Rồi xong. Mình tắt rồi đúng không? Và sau đó mình sẽ tắt nguồn cái mic này đi. Tắt nguồn là cái đèn màu xanh ở trên cái mic này. Cái cục thu âm này nó sẽ bị mất. Anh em rút từ từ thôi nha. Anh em đừng rút mạnh quá là sẽ bị hư cái loa của anh em á. Đó. Đó. Bây giờ mình sẽ bật lên nha. Bật lên. Kiểm tra nè. Coi nè. Không nghe được nha. Alo alo. 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 Đó. Anh nghe không nghe rõ không? Đó. Rồi xong. Đó. Không nghe rõ nha. Alo alo alo. Đó. Mình nói không nghe rõ nha. Cái mic của mình bật rồi nè. Nè. Cái mic của mình bật rồi nha. Đó. Mình bật rồi. Mà cái mà đó, anh em tắt đi và sau đó tắt rút ra và sau đó cắm vô cái jack line out này là jack ở ngoài nha. Line out là nghe ngoài. Đó, input. Mọi người bấm vô cái nút input đó. Đó, sau đó anh em khởi động lên, khởi động cái loa lên và sau đó test cho mình. Rồi mình test nha. Alo alo. Alo. Alo alo. Alo alo 1 2 3 4. Alo. Alo alo 1 2 3 4. Alo alo. Đó. Mọi người nghe rõ không? Và ở đây nó có thể có một cái nút để anh em bấm vô giữa lâu để cho nó chạy tắt. Đó, nhấp nháy Bluetooth nè. Anh em thấy cái nút Bluetooth nó nhấp nháy không? Giữa lâu để kết nối Bluetooth nha. Đó. Anh em nghe rõ không? Đó, mình đang test cái Bluetooth cho anh em xem nha. Đó. Rồi xong. Đó. Rồi sau đó mình sẽ sử dụng cái điện thoại để mình kết nối. Đây. Đây là cái mic của mình đúng không? Đây là cái điện thoại của mình. Quên. Đó. Đây là cái mic của mình nha. Đó. Rồi sau đó anh em vô Bluetooth. Rồi mình đã kết nối với Bluetooth rồi nè. Cái máy này mình kết hợp sẵn luôn cái Bluetooth vô đây rồi. Đó. Anh em thấy cái chữ Bose không? Bose S1 F Pro nha. Đó. S1 Pro. Rất là ngọt ha. Rồi, anh em bây giờ mình sẽ vô mình sẽ mở một cái bài nào đó đi. Mình sẽ nghe nha. Rồi xong, bây giờ mình sẽ mở cái bài nào đó để tránh bị vi phạm bản quyền nha. Rồi xong, bây giờ mình sẽ vô mình bật nha. Rồi mình sẽ chơi một cái DJ gì đó, nhạc điện tử nè. Rồi xong mình có lưu trong đây rồi. Bây giờ mình sẽ chơi một cái nhạc này đi. Volume size. Nhà này size rất là ngon á. Rồi xong bây giờ mình mở. Đó.
Loa này xài rất là ngon nha. Loa rất là lớn, mình nghe được luôn á. Đó. Ở trên cái trần nhà của mình nó cũng không nó rung 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 mà. Loa này là loa dạng lớn luôn á. Dạng âm ly luôn á mọi người. Loa Bluetooth á. Mọi người xài cái này rất là ngon ha. Đó. Ok, mình chỉ thành công rồi ha. Ok, xin chào tất cả các anh em nha. Ok. Ok, xin chào tất cả các anh em nha. Anh em đừng xem. Anh em thấy video của mình hay thì cho mình một like và một subscribe. Và ấn đăng ký kênh và nhấn chuông phía dưới để nhận thông báo mới nhất về kênh của mình nha. Xin chào tất cả mọi người ha. Bye bye mọi người. Chúc mọi người thành công. Bye bye.